Dạ vâng, cơ sở bên em lại xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê yêu thích bộ môn nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc nhé. Như trên màn hình các bác thấy ở đây thì một lô ván mới nhà em đã qua cái quá trình ngâm xử lý ở dưới ao, giờ đang là trong quá trình phơi khô để chuẩn bị đưa vào xưởng để bao gọt cũng như là xẻ thành những cái thùng ong đó. Thì ở trên màn hình các bác thấy đây bán rất là nhiều nhá, hứa hẹn sẽ cho ra một lô thùng ong gỗ gạo cực kỳ là bền đẹp và chắc chắn. Thì gỗ nhà em lựa chọn để đóng thùng ong bây giờ là gỗ gạo các bác nhé. Trước đây thì nhà em sử dụng gỗ sung nhưng bây giờ ở trên rừng hiếm rồi, giờ chỉ còn gỗ gạo. Gỗ gạo thì nhà em là gỗ gạo hoa đỏ các bác nhé. Đây, gỗ gạo đỏ thì cái thứ nhất là cái ưu điểm nó là tôm gỗ xốp. Cái thứ hai nữa là nó thoáng mát về mùa hè và ấm mát về mùa đông, thì đây là một trong những đặc điểm mà con ong rất là thích sinh sống, nó phát triển rất là tốt. Và nó có cái ưu điểm nữa là rất là nhẹ các bác nhé. Và nhiều khi các bác mà đóng thùng ong vào những cái loại gỗ như kiểu gỗ mít hay là gỗ xà cừ, mấy loại gỗ đấy thì nó rất là nặng. Nên các bác có tuổi bê thùng ong thì nó rất là nặng. Đấy, đấy là những cái ưu điểm mà nhà em vẫn lựa chọn cái gỗ để sản xuất thùng ong là gỗ gạo. Và gỗ ở trên rừng về thì nhà em đã qua quá trình là xẻ, đây là xẻ những tấm ván này, tiêu chuẩn xẻ là dày 2 phân các bác nhé. Nhiều bác có thắc mắc khi mà nhận thùng ong ấy, bảo trên video giới thiệu 2 phân rồi về các bác cẩn thận, bác bỏ thước ra đo nó chỉ được còn có phân 8 đến phân 9 thì nhà em phải qua quá trình là bào gọt đánh bóng đi. Tiêu chuẩn xẻ ván là 2 phân nhưng mà phải qua quá trình bào gọt đánh bóng thì nó còn lại cái độ dày là như thế. Nên là giải thích các bác luôn, còn các bác mà có thắc mắc thì các bác xem được video thì các bác biết nhé. Các bác chia sẻ cho các bác cùng xem. Và ngâm xử lý ít nhất là 4 đến 6 tháng để đảm bảo là không có bị mối mọt. Sau khi ngâm ở dưới ao thì nhà em lại phải vớt lên phơi gỗ phải cực kỳ là kiệt để đưa vào đóng thùng ong thì nó sẽ không bị cong hay là bị vênh các bác nhé. Và cơ sở bên em thì là một cơ sở chuyên cung cấp đầy đủ các cái vật tư về ngành ong mật nội địa, ví dụ như là phấn hoa bột đậu này, kim di trùng, tấm chắn chúa, thùng nuôi ong, cầu ong, chân tầng, mỏ hàn, dao cắt lắp vít, mũ chống ong đốt. Đấy, từ vật tư to đến vật tư nhỏ nhà em đều cung cấp cả thùng nuôi ong, cầu ong, thùng kế, cầu kế hay là thùng quay mật 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu. Đấy, nhà em có cung cấp đầy đủ để phục vụ các bác trên toàn quốc, ship 63 tỉnh thành các bác nhé. Các bác ở đâu trên mọi miền Tổ quốc thì nhà em cũng đều gửi hàng được tận nơi cho các bác. Thế còn khi trước khi các bác đặt hàng thì các bác tham khảo kỹ video giới thiệu trên kênh để nhiều khi có những bác mà chưa biết kỹ về sản phẩm, các bác chưa tin tưởng thì các bác đã đặt hàng rồi không đến nơi mà các bác không lấy hàng thì shop em thật sự gửi hàng các bác thì bán hàng có tâm, không như shop khác đâu. Đấy, nhiều bác cứ mua phải hàng ở shop khác nó kém chất lượng không thì cứ bảo cứ nghĩ shop làm cũng thế, thực ra là bây giờ thì cũng nhiều người bán. Nên nhưng mà các bác để lựa chọn một cái cơ sở mà uy tín để các bác lấy hàng ấy thì cũng không phải là dễ, nên các bác cứ lấy thử về tốt ok lần sau lại mua. Và video này thì xin phép được kết thúc tại đây, cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và các bác đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.